Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng B Network Việt Nam. Nội dung trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số tin tức mới nhất về B Network trong ngày hôm nay. Đầu tiên đó là tin tức về trang Bichemo. Bichemo đã thông báo rằng lượt đăng nhập và điểm danh đã đạt hơn 1 triệu lượt và phần thưởng điểm danh Bichemo đã giảm đi một nửa lần thứ hai. Tức là hiện tại các bạn chỉ còn nhận 1 57 điểm Bichemo cho một lần đăng nhập và các bạn nhớ điểm danh chăm chỉ thường xuyên nha và BCMO đang thử nghiệm chức năng rút tiền và nó có thể sớm được phát hành. Và khi chức năng này hoạt động thì người tiên phong có thể sử dụng điểm BCMO để giảm chi phí rút tiền. Và hiện tại thì BCMO đã cho đặt hàng rồi nha các bạn, nhưng nó chỉ cho đặt hàng trong nước và mỗi một sản phẩm các bạn chỉ đặt một lần thôi nha, rồi các bạn có thể đặt sản phẩm khác. Hàng hố tại BCMO thì cũng rất đa dạng, à, theo mình nhận thấy thì đa số các đồ như là các vật dụng hàng ngày, đồ gia dụng đó các bạn, rồi các sản phẩm đặc sản vùng miền nè, rồi à, mỹ phẩm xà bông nè các bạn và nhiều các đồ gia dụng khác và các bạn có thể vào đây để tham khảo nha và hiện tại thì Bico Team đang ưu tiên nhất đó là càng có nhiều người vượt qua được KIC thì càng tốt và chức năng KIC của Bico Team cũng đã hoạt động tốt rồi sửa lỗi cũng đã nhiều lần rồi nhưng Bico Team có một cái gì đó đang chờ đợi một điều gì đó mà KIC mở vẫn chưa được diễn ra và Bico Team vẫn không có thông tin gì về vấn đề KIC mở này và KIC hiện tại vẫn rất ít hình như là Bico Team đang xem xét tình hình thì phải và hiện tại thì trang Twitter của Bitcoin đã đạt hơn 2 triệu người lượt theo dõi Đây được xem là đồng coi có lượng người theo dõi phát triển nhanh nhất ở thời điểm hiện tại Và hiện tại thì Bitcoin vẫn im hơi lặng tiếng về việc nếp mở Và họ cũng không đá động gì đến việc này Mặc dù có nhiều đồn đoán rằng nếp mở sẽ được diễn ra vào cuối năm nay Nhưng thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng Hiện tại Network đã phát triển hơn 3 năm rồi các bạn ạ à. Mà chính xác là hơn 3 năm rưỡi rồi các bạn và hiện tại là lúc thời cơ chín mùi để cho Binance Network có thể may mở. Hệ sinh thái của B Network cũng đã phát triển, số lượng người tiên phong cũng đã đạt được một cộng đồng nhất định. Và giờ chỉ còn có việc KIC được mở rộng, số người vượt qua được KIC càng nhiều thì lúc đó may mở mới được diễn ra. Và theo như mình nghĩ thì phải có ít nhất 10 triệu người tiên phong vượt qua được KIC thì việc may mở mới được tiến hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ của mình. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả, quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.